trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Nổi loạn ở Nga, ông Putin đột ngột dừng cuộc họp an ninh giải cứu con tin. Quân đội Ukraine rút khỏi Bokrov trước nguy cơ bị Nga bao vây. Ông Trump bất ngờ kết thúc phỏng vấn vì có thông báo nguy hiểm tại sao Qatar nỗ lực trở thành trung gian hòa giải xung đột thế giới. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hãng tin RBC của Nga đưa tin tại trại giam hình sự IK-19 ở thành phố Surovikino, Volgograd, nước Nga đã xảy ra vụ tù nhân nổi loạn, bắt cóc con tin. Quá trình giải cứu gấp rút được tiến hành khi có con tin bị sát hại. Theo thông tin cập nhật mới nhất của hãng tin RT, Nga, sau khi phương án đàm phán trở nên bất khả thi, lực lượng đặc nhiệm Nga đã tiến hành đột kích chớp nhoáng vào trại giam IK-19, vô hiệu hóa toàn bộ đối tượng phạm tội. Kênh Telegram tin tức Baza của Nga cho hay, cuộc đột kích đã được tiến hành sau khi báo cáo đầu tiên về vụ việc được ghi nhận. Quá trình đột kích kéo dài 30 phút, các con tin sống sót đã được trả tự do. Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo chính thức của vệ binh quốc gia Nga cho biết, cả bốn đối tượng nổi loạn đã bị xạ thủ bắn tỉa Nga tiêu diệt. Theo hãng thông tấn RIA Novosti, vào lúc biết tin vụ việc, Tổng thống Putin đang có cuộc họp với hội đồng an ninh. Nhà lãnh đạo Nga đã tạm gián đoạn nội dung chính của cuộc họp và yêu cầu các quan chức liên quan báo cáo với ông về tình hình trại giam IK-19. Những tù nhân nổi loạn tuyên bố chúng thuộc tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng IS. Một trong bốn đối tượng trên từng phạm tội giết người, trong khi ba đối tượng còn lại bị kết án vì tội buôn bán ma túy. Những đối tượng này được cho là người gốc Uzbekistan và Tajikistan tuyên bố đã thề trung thành với IS và cuộc nổi loạn nhằm trả thù cho những đối tượng ủng hộ IS khác bị giam giữ tại Nga. Chúng đòi khoản tiền chuộc 2 triệu đô la Mỹ tiền mặt và một chiếc trực thăng để thoát khỏi nhà tù. Ít nhất một đối tượng trong số này đeo đai thuốc nổ tự chế. Lực lượng đặc nhiệm vệ binh quốc gia Nga tại vùng Volgograd đã đột kích nhà tù, tiêu diệt toàn bộ bốn đối tượng này và giải cứu con tin an toàn. IK-19 là nhà tù an ninh cao, chuyên giam Phạm Nhân Nam, có sức chứa 1.200 người. Các phần tử cực đoan Hồi giáo đang gia tăng những cuộc tấn công tại Nga. Hồi tháng 6 vừa qua, một cuộc nổi loạn có liên quan IS cũng xảy ra tại nhà tù ở tỉnh Rostov, miền nam nước này. Lực lượng đặc nhiệm đã bắn hạ 6 kẻ nổi loạn. Theo tờ Rossiyskaya Gazeta RG, lực lượng đặc nhiệm từ cơ sở khu vực của vệ binh quốc gia Nga và cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã được điều động tới hiện trường. Thống đốc khu vực Andrei Bocharov cho biết Sở Chỉ huy Chiến dịch đã được thành lập để điều phối công tác giải cứu. Vào cuối tháng 6, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong các vụ xả súng tại hai thành phố thuộc vùng Dagestan, nơi tập trung người Hồi giáo ở miền nam nước Nga. Trước đó, trong tháng 3, IS tuyên bố đứng sau vụ tấn công nhà hát Krokus City gần thủ đô Moscow, khiến hơn 140 người thiệt mạng. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, những cảnh quay mới đây cho thấy quân đội Nga vừa qua đã giành quyền kiểm soát Petiche, đông nam Pokrovsk và đang tiếp tục tiến xa hơn. ISVK cho biết những bước tấn công gần đây của Nga về phía nam và tây nam của xa lộ T-0511 ocheretino hrodoka đã san bằng các mặt trận của họ ở phía đông và đông nam Pokrovsk thay vì tạo tiền đề cho một cuộc bao vây chiến thuật đối với quân Ukraine. Khi binh sĩ Nga di chuyển về phía xa lộ E-50 Donetsk, Pokrovsk trong những tuần gần đây, họ có khả năng đe dọa đối phương bằng cách vây hãm, dẫn đến việc các lực lượng Kiev phải rút lui. Một phát ngôn viên của một lữ đoàn Ukraine tại mặt trận Pokrovsk thừa nhận đa tiến của Nga đã thúc đẩy Kiev rút quân để san bằng mặt trận và bảo toàn lực lượng. Một số chỉ huy Ukraine ở mặt trận Pokrovsk cũng chia sẻ với truyền thông Mỹ rằng các tân binh của họ thỉnh thoảng rút khỏi vị trí. Tuy nhiên, ISVK chưa thấy nhiều báo cáo về việc quân đội Ukraine trong khu vực rút lui một cách hỗn loạn và việc Nga không đạt nhiều tiến triển đáng kể về mặt chiến thuật ám chỉ các lực lượng Kiev có thể đã rút lui một cách có trật tự. Pokrovsk hay còn gọi là Krasnoyarsk là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine tại Donetsk, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu là kiểm soát toàn bộ tỉnh. Nga đẩy mạnh mũi tiến công về hướng Pokrovsk, dù nước này phải chống đỡ chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Ukraine. Ông Franz Stefan Kady, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, có trụ sở tại Áo thừa nhận, Nga vẫn nắm giữ lợi thế lớn về nhân lực và hỏa lực so với Ukraine. Ông nói, câu hỏi lớn hơn là Ukraine đã rút lực lượng dự bị nào ở Pokrovsk để phục vụ cho chiến dịch tỉnh Kursk. Đâu là quyết định khôn ngoan hơn, rút bớt quân tại đây để tấn công lãnh thổ Nga hay để nguyên lực lượng dự bị tại vùng Donbass để ổn định tiền tuyến. Trong khi đó, binh sĩ Ukraine tại khu vực gần Pokrovsk cho biết chiến dịch tỉnh Kursk không làm thay đổi đợt tiến công của Nga. Theo họ, điều duy nhất khác biệt là áp lực gia tăng trong những ngày gần đây. Ông Ivan Sekach, phát ngôn viên lữ đoàn cơ giới số 11 Ukraine đóng quân cách Pokrovsk khoảng 16 km nói, đối phương không từ bỏ hướng tấn công này, đây vẫn là ưu tiên hàng đầu của họ Nga sẽ không chuyển hướng kể cả tình hình có trở nên rất tệ với họ. Trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev hiểu những gì Nga đang cố gắng làm trên mặt trận Pokrovsk nên đang tăng cường lực lượng để đối phó. Hãng thông tấn RIA mới đây dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Nga tin rằng đến thời điểm nào đó Mỹ sẽ bỏ mọi hạn chế với Ukraine về sử dụng vũ khí mà Washington cung cấp. Đại sứ Antonov nói, chính quyền Mỹ hiện tại hành xử như người đưa một tay không ra phía trước, còn tay kia cầm dao găm giấu sau lưng. Ông ví von về phát biểu gần đây của Washington rằng Kiev không được phép sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông nói thêm, về cơ bản, họ đang đặt nền tảng cho quyết định xóa bỏ tất cả hạn chế hiện nay vào thời điểm nào đó mà không cần suy tính nhiều. Đại sứ Antonov nói, đánh giá theo sự hỗ trợ trước đây của Mỹ cho Ukraine bao gồm cả việc đào tạo phi công lái tiêm kích F-16. Gần như chắc chắn Ukraine sẽ chiến đấu bằng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất để chống lại chúng tôi. Điều đó sẽ xảy ra chính xác ở đâu, chúng tôi không thể nói hoặc dự đoán trước. Theo ông Antonov, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ngày càng trở nên khó lường. Ông Antonov cho biết thêm, không có gì đảm bảo rằng toàn bộ thế giới sẽ không thay đổi vào ngày mai khi bạn và tôi thức dậy. Rất khó để nói Mỹ sẽ hành xử như thế nào trong tình huống này. Do đó, Nga phải hành động quyết đoán, tăng cường tiềm lực công nghiệp quân sự vì chỉ có quân đội mới có thể bảo vệ đất nước của chúng ta. Đại sứ Antonov cho rằng việc đối thoại nghiêm túc với Washington chỉ có thể khả thi nếu Mỹ chấm dứt chính sách thù địch với Nga, bao gồm việc hỗ trợ Ukraine và thực thi các lệnh trừng phạt Moscow. Về phần mình, Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về việc lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp trong cuộc đối kích vào vùng Kursk của Nga rằng chính sách của chúng tôi cho phép Ukraine tiến hành phản công để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga qua khu vực biên giới đó. Tư lệnh Không quân Ukraine Mikhail Olechuk xác nhận Không quân Ukraine đã dùng bom lượn GBU-39 của Mỹ để tập kích cầu phao ở Kursk. Trước đó, lực lượng tác chiến đặc nhiệm của Ukraine cũng xác nhận đã phá hủy các cây cầu ở Kursk bằng vũ khí do Mỹ sản xuất trong đó có hệ thống tên lửa HIMARS. Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây 3 năm, AP dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết, Mỹ có thể công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 125 triệu đô la Mỹ. Theo nguồn tin, gói viện trợ này bao gồm tên lửa phòng không, đạn dược cho hệ thống phá phản lực cơ động cao HIMARS, vũ khí chống tăng Javelin, hệ thống và thiết bị chống máy bay không người lái và tác chiến điện tử, cũng như đạn pháo 155 mm và 105 mm. Ujon mới đây cho biết, Inflatech, công ty chuyên sản xuất vũ khí mồi nhử của Czech và từng cung cấp cho quân đội Ukraine, đang trưng bày sản phẩm mô hình bơm hơi của tiêm kích F-16 tại triển lãm quốc phòng Industry Days ở Đan Mạch. Đây là sự kiện được tổ chức bởi tổ chức hậu cần và mua sắm thuộc Bộ Quốc phòng Đan Mạch. Mô hình bơm hơi này có kích thước tương tự chiến đấu cơ F-16 thật, được sơn màu xám có kính buồng lái trong suốt và một thùng dầu phụ. Điểm đáng chú ý là phần đuôi có in phù hiệu của không quân Ukraine, cho thấy đây là sản phẩm được thiết kế dành cho Kiev. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mẫu vũ khí mồi nhử này có được cung cấp cho Ukraine hay không, hay việc in phù hiệu chỉ là cách để nhà sản xuất thu hút sự quan tâm cho sản phẩm. Vũ khí mồi nhử dạng bơm hơi đã được cả Nga và Ukraine sử dụng nhiều lần từ đầu xung đột. Đây là chiến thuật có từ thời Thế chiến 2 nhằm thu hút hỏa lực và gây lãng phí tài nguyên quân sự của đối phương. Công ty Inflatech hồi tháng 3 cho biết, hoạt động kinh doanh của họ đã tăng 30% trong năm ngoái. Công ty này sản xuất hơn 30 loại mồi nhử quân sự bơm hơi có kích thước thật. Giám đốc điều hành của công ty Inflatech, Vostek Presser, nói với hãng tin AP rằng ông hy vọng tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục ở mức hai con số trong ít nhất từ 3 đến 5 năm nữa. Ông Presser từ chối bình luận về việc liệu vũ khí mồi nhử của công ty có đang được lực lượng Ukraine sử dụng hay không. Tuy nhiên, ông nói, tôi có thể tưởng tượng rằng nếu chúng tôi muốn hỗ trợ một quốc gia đối tác đang gặp khó khăn, chúng tôi sẽ gửi cho họ những mồ nhử bơm hơi. Họ đã có chúng và nếu chưa thì chắc chắn họ cũng sẽ có chúng. Inflatex sử dụng các vật liệu nhẹ, chẳng hạn như tơ nhân tạo để sản xuất mồ nhử. Kết quả là một chiếc xe tăng giả có thể nặng tới 100 kg. Cần khoảng 4 người để vận hành vũ khí mồ nhử và cần 10 phút để mở và thổi phồng nó. Theo công ty Inflatex, xe tăng, xe bọc thép và máy bay chiến đấu giả được sử dụng để đánh lừa kẻ địch trên chiến trường để họ nhắm vào mồi nhử thay vì vũ khí thật. Ông Presser giải thích với AP, nếu tôi buộc đối phương phải phá hủy một thứ của mình bằng cách sử dụng thứ gì đó đắt gấp 4 lần, nhưng trên thực tế nó có thể đắt hơn gấp 20 lần, thì tôi là người chiến thắng về mặt kinh tế. Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 thuộc quân đội Ukraine cho biết họ đã phát động một cuộc phản công ở tỉnh Kharkov và đẩy lùi quân đội Nga khoảng 2 km vuông về phía tiền tuyến. Trước đó, lữ đoàn đã công bố một đoạn video cho thấy những gì họ tuyên bố là đoạn phim đầu tiên về một cuộc tấn công toàn diện của Ukraine ở khu vực miền đông tỉnh Kharkov. Lữ đoàn trưởng lữ đoàn tấn công độc lập số 3, Andriy Bilesky nói, mục đích chính của chiến dịch là làm giảm khả năng tấn công của nhóm tác chiến số 20 của Liên bang Nga. Hiện tại, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Không rõ cuộc tấn công được phát động khi nào, cũng như quy mô và khu vực diễn ra cuộc phản công nhưng theo tuyên bố, binh sĩ Ukraine cũng đã nắm quyền kiểm soát một khu vực phòng thủ cấp tiểu đoàn của quân đội Nga và một số thành trì của Nga ở Kharkov. Ngoài ra, lữ đoàn cho biết, chiến dịch này đã ngăn chặn sự tấn công của Nga từ hướng Makivka và làm giảm căng thẳng tại các khu vực tiền tuyến quan trọng khác mà các lữ đoàn lân cận đang chiến đấu. Ngôi làng Makivka ở tỉnh Lugansk nằm cách tỉnh Kharkov giáp danh khoảng 200 km, tức khoảng 124 dặm. Lữ đoàn tấn công độc lập số 3 đã hoạt động quanh làng Borova ở tỉnh Kharkov kể từ đầu tháng 7 khi lực lượng này báo cáo về việc ngăn chặn nỗ lực tấn công của Nga trong khu vực. Trong khi đó, người đứng đầu chính quyền quân sự, dân sự tỉnh Kharkov do Nga bổ nhiệm, ông Vitaly Ganchev cho biết, khoảng 50 điểm dân cư tại tỉnh này của Ukraine hiện đã do quân đội Nga kiểm soát. Các vùng do Nga kiểm soát có khoảng 2.000 dân. Hiện thành phố Vovchansk vẫn là thành trì của Ukraine tại Kharkov, nhưng quân đội Nga đang có những bước tiến. Ở thời điểm hiện tại, tình hình xung đột tại khu vực Kharkov diễn biến phức tạp, căng thẳng và có dấu hiệu gia tăng. Nga đã phát động một cuộc tấn công mới ở phía bắc vùng Kharkov vào tháng 5, nhưng phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng cuộc tấn công đã mất đà và có dấu hiệu ngừng trệ. Tuy nhiên, lực lượng Nga đang tiến hành luân chuyển quân nội bộ và tăng cường sự hiện diện ở các khu vực biên giới, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Quân đội Nga mới đây đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và một bong ke ở Sumy, nơi có thể đã diễn ra cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trước đó đã gặp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine AFU, tướng Oleksandr Shishky. Cuộc tấn công được thực hiện trên lãnh thổ của nhà máy Shukhiprom, nơi đặt sở chỉ huy chiến lược của mặt trận Kurs. Hiện không rõ có lãnh đạo hoặc chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine nào có mặt tại hầm ngầm thời điểm của tập kích diễn ra hay không. Được biết trong tình hình căng thẳng ở Kurs đang gia tăng, có thông tin cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực tỉnh Sumy, vùng biên giới đông bắc Ukraine, nơi quân đội nước này tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk của Nga và gặp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Shishky. Trong cuộc gặp, Tổng thống Ukraine đã nêu vấn đề về xung đột tại biên giới với Nga, đồng thời thảo luận với lãnh đạo quân đội Ukraine về khả năng phòng thủ các hướng Toresk và Pokrovsky tại vùng Donetsk. Trước đó vào tháng 5, quân đội Nga đã tấn công một kho đạn dưới lòng đất gần Viện Nghiên cứu Khoa học Ukraine. Theo lời điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, Sergei tên lửa tấn công đã đánh trúng kho đạn rocket dành cho các hệ thống phá phản lực phóng loạt của lực lượng vũ trang Ukraine. Vào tháng 7, hầm chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine ở Krivorok đã bị tên lửa Kinza của Nga phóng từ máy bay MiG-31 bắn trúng. Vào lúc đó, một cuộc họp quan trọng đang diễn ra tại sở chỉ huy với sự tham gia của các tướng lĩnh lực lượng vũ trang Ukraine một phóng viên quân sự và một số kênh Telegram tuyên bố rằng tọa độ, địa điểm và thời gian đã bị dò dỉ bởi các quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine, những người được cho là bất mãn với chỉ huy vì những mệnh lệnh nguy hiểm trên tiền tuyến. Một tháng sau đó, Nga tiếp tục tấn công một sở chỉ huy quan trọng của Ukraine gần khu vực Kharkov. Theo kênh Telegram Isnanka, vụ tấn công đã khiến một trong ba phó tổng tham mưu trưởng của lực lượng vũ trang Ukraine thiệt mạng. Ngoài ra, có thông tin cho rằng chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Alexander Pipnenko cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công trên. Lực lượng ngầm Nga cũng báo cáo về cuộc tấn công nhằm vào các kho chứa tên lửa của Ukraine dành cho hệ thống phóng loạt MLRS gần Soska, vùng Sumy, phá hủy ba bệ phóng và trạm radar ANMPQ-65 của hệ thống phòng không Patriot gần thành phố Lebedin, vùng Sumy. Một cuộc tấn công khác cũng đã được lực lượng ngầm Nikolaev thực hiện nhằm vào sân bay quân sự Martinovsky, thành phố Vodnesensk thuộc vùng Nikolaev và một kho chứa tên lửa tầm xa, một cơ sở lắp ráp, cất giữ máy bay không người lái UAV của Ukraine trong khu vực này. Mới đây, tờ báo Intality trích dẫn nguồn tin trong khối quân sự do Mỹ đứng đầu và chính phủ ở Helsinki cho biết NATO đang có kế hoạch triển khai một lữ đoàn thiết giáp ở Phần Lan để làm nhiệm vụ gian đe Nga. Theo tờ báo này, đơn vị này có thể có quy mô từ 4.000 đến 5.000 quân sẽ được đồn trú tại Mikkeli ở phía đông nam Phần Lan, Mikeli, nơi có dân số 51.000 người, chỉ cách biên giới với Nga 140 km. Theo nguồn tin của tờ báo, lữ đoàn này sẽ bao gồm quân đội NATO từ hai nước láng giềng Thụy Điển và Na Uy. Bài báo cho biết chính phủ Phần Lan đã quyết định về nhu cầu triển khai quân đội NATO từ các quốc gia khác để tăng cường khả năng gian đe phòng ngừa chống lại Nga. Intaleti đưa tin quyết định thành lập trụ sở quân sự của NATO tại Mikeli sẽ được chính thức công bố với công chúng trong những tuần tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong hoạt động quân sự tại Phần Lan sau khi nước này gia nhập NATO. Bà nói thêm rằng Helsinki hiện đang hành động theo chính sách của phương Tây, vốn đang cố gắng gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Ở một diễn biến khác, trang tin avia.pro của Nga và tờ Day AZ của Azerbaijan ngày 17 tháng 8 dẫn tài liệu do một ấn phẩm chuyên ngành của Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho biết tại Ukraine đã ghi nhận sự xuất hiện bất ngờ của một lượng lớn các hệ thống tên lửa phòng không S-125 và tên lửa đạn đạo Tokau do Liên Xô chế tạo. Theo ấn phẩm Thổ Nhĩ Kỳ, số tên lửa trên do Armenia chuyển giao cho Ukraine để đổi lấy lời hứa bảo vệ từ Mỹ. Dữ liệu mà ấn phẩm này có được cho biết thêm rằng một số tên lửa gần đây được phóng vào lãnh thổ Nga có nguồn gốc từ Armenia. Vài ngày sau khi có tin tức về việc Armenia cung cấp tên lửa cho Ukraine, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky ngày 21 tháng 8 tuyên bố Armenia có thể phải đối mặt với một tương lai như Ukraine. Theo ông Slutsky, giới lãnh đạo Armenia hiện đang cố gắng giải thoát mình để không phải gánh trách nhiệm về những hành động sai cũng như những tính toán sai lầm. Do đó, Armenia đang tìm kiếm sự bảo vệ từ phương Tây. Tháng 6 năm 2024, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đã gửi công hàm phản đối với Yerevan sau khi đại sứ Armenia tại Ukraine Vladimir Karapetyan tới thăm Bucha, một địa điểm gắn liền với cuộc thảm sát dân thường tại Ukraine. Đáng lưu ý, trong bối cảnh Armenia đang gia tăng các động thái chống Nga và nghiêng về Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến công du kéo dài 2 ngày tới thủ đô Baku và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Inham Aliyev. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, cuộc hội đàm tập trung vào tình hình hiện tại và triển vọng phát triển hơn nữa quan hệ song phương giữa hai quốc gia cũng như tìm giải pháp cho các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực. Tuy nhiên, tờ J Gramas được gọi là tờ báo của người Armenia tại Nga cho rằng chuyến thăm của ông Putin là lời cảnh báo về những thay đổi sắp tới trong khu vực. Theo tờ Global Times Trung Quốc, trong những năm gần đây, Ấn Độ đã chú trọng đến ngoại giao yoga Thuật ngữ truyền thông địa phương sử dụng để miêu tả phương pháp của New Delhi, tận dụng tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của nước này để giảm khoảng cách và kết nối các quốc gia lại với nhau. Cách đây ít ngày, Thủ tướng Modi đã bắt đầu chuyến thăm Ba Lan và Ukraine. Sau chuyến công du tại Ba Lan, nhà lãnh đạo Ấn Độ có lịch trình thăm Ukraine từ ngày 23 tháng 8. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng Ấn Độ thăm Ukraine kể từ khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 3 thập niên. Các quan chức Ấn Độ và Ukraine cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Modi sẽ tập trung vào tăng cường quan hệ kinh tế và hợp tác quốc phòng khoa học công nghệ. Thương mại song phương giữa hai quốc gia trước khi xung đột bùng phát là khoảng 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Modi diễn ra sau chương trình làm việc của ông tại Moscow hồi đầu tháng 7. Thời điểm đó, Mỹ và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng bày tỏ không đồng tình với chuyến thăm. Trước khi rời Ấn Độ, Thủ tướng Modi khẳng định Tôi mong chờ cơ hội để chia sẻ quan điểm về cách giải quyết hòa bình xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Với tư cách là đối tác và quốc gia bạn bè, chúng tôi mong muốn hòa bình và ổn định sớm quay lại khu vực. Theo các chuyên gia Trung Quốc, chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Modi dựa trên ngoại giao yoga. Trong đó, Ấn Độ muốn thể hiện năng lực thỏa hiệp được với cả Nga và Ukraine. Nhà ngoại giao Ấn Độ đã nghỉ hưu Anin Chigu Nayas chia sẻ với kênh Al Jazeera, chuyến thăm của Thủ tướng Modi có thể tạo cơ hội cho đối thoại và ngoại giao, đó không phải là một công việc dễ dàng, nhưng chúng ta cần cố gắng thử vì hòa bình. Tại thời điểm này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ không có khả năng xảy ra. Giáo sư Gulshan Sekhdeva tại Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ, nhận định rằng ông không kỳ vọng nhiều từ chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Modi. Theo ông Sekhdeva, cách để Ấn Độ xây dựng lòng tin với Ukraine là đầu tư vào tái thiết quốc gia này, vốn có nhiều khu vực bị tàn phá bởi xung đột. Ông Sekdeva nói, chuyến thăm có thể đem đến cơ hội cho Ấn Độ để đưa ra các sáng kiến nhân tạo và tái thiết tại Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang, cựu Tổng thống, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, việc Ukraine tấn công sang tỉnh Kursk của Nga cũng đồng nghĩa với việc Moscow sẽ không chấp nhận bất cứ cuộc đàm phán nào với Kiev cho đến khi đối phương bị đánh bại hoàn toàn. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tuyên bố sẽ đích thân ra quyết định cho tất cả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh ba tỉnh biên giới Belgorod, Kursk và Bryansk của Nga đối diện với các vùng Kharkov, Sumy và Chernihiv của Ukraine cho đến khi tình trạng ở Kursk được khôi phục. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo sang năm thứ ba với rất ít tín hiệu chấm dứt. Nhiều bên đã đề xuất giải pháp hòa bình và muốn làm trung gian. Tuy nhiên, một cuộc đàm phán hòa bình thực chất có sự tham gia của Ukraina và Nga vẫn chưa diễn ra. Giới quan sát cũng đánh giá thấp khả năng sớm có thỏa thuận vì cả Nga lẫn Ukraina đều không chấp nhận các điều kiện tiên quyết do đối phương đưa ra. Nga từng nhiều lần bác bỏ việc đàm phán nếu nội dung hòa đàm không xét tới lợi ích của Nga. Nhưng phát biểu mới đây của ông Medvedev gây chú ý giữa bối cảnh Ukraina tấn công lãnh thổ Nga và công khai thách thức cái gọi là lằn ranh đỏ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố việc Ukraine xâm nhập vùng Kursk của Nga đồng nghĩa sẽ không có đàm phán giữa Kiev và Moscow cho tới khi Ukraine hoàn toàn bị hủy diệt. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Zabarov cũng tuyên bố rằng Nga có thể xem xét phương án cắt đứt Odessa và Nikolaev khỏi Ukraine để đảm bảo an ninh cho Transnistria, vùng lãnh thổ ly khai khỏi Moldova với tên gọi Cộng hòa Moldova-Pritneschovia, PMR, hiện đang được bảo trợ bởi đội quân gìn giữ hòa bình hơn 1.300 người của Liên bang Nga. Hồi tháng 7, chuyên gia quân sự đồng thời là cựu đại úy cấp 1 của quân đội Nga Konstantin Shipkov trên kênh truyền hình Red Light TV cho biết một phương án cho phép tất cả các bên tham gia giữ thể diện khi xung đột ở Ukraine kết thúc hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, giao cản cho việc này là mỗi bên đều đưa ra định nghĩa khác nhau về khả năng chấp nhận ngừng bắn, thậm chí là có một số điều kiện mâu thuẫn. Ông Shipkov lưu ý rằng việc duy trì Ukraine như một bàn đạp để tiến hành chống lại Nga trong tương lai là vô cùng quan trọng đối với phương Tây. Để làm được điều này, Ukraine phải giữ được quyền tiếp cận Biển Đen, tức là phải kiểm soát được các vùng Odessa và Nikolaev, trong khi có thể nhượng bộ đối với Donbass và các vùng lãnh thổ khác. Đối với Nga, ông Sipkov cho rằng điều quan trọng là phải tạo ra các điều kiện để Ukraine không bao giờ có cơ hội trở thành mối nguy hiểm với an ninh quốc gia. Điều này đồng nghĩa với việc Nga phải giành được quyền tiếp cận các vùng ly khai của Cộng hòa Moldova Pridnestrovia thông qua việc giành được các quyền kiểm soát Nikolaev và Odessa. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 8 công bố video cho thấy máy bay không người lái của nước này tập kích và phá hủy một chiếc xe bọc thép Humvee HMMVKV của Ukraine. Sputnik dẫn một nguồn tin quân sự của Nga cho biết chiếc xe đã bị bắn trúng gần làng Kurakovo của vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Phương tiện này đã bị phá hủy dù được trang bị hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái, gồm một cấu trúc kim loại có tên gọi là mangan. Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, xe HMMVKV của Ukraine bị bẹp rúm và có một lỗ thủng lớn ở phần đầu sau vụ tấn công của UAV. Hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái được thiết kế để giúp thiết bị an toàn trước các cuộc tấn công của các loại UAV. Tuy vậy, hiệu quả của hệ thống này đã bị hạn chế trước cuộc tấn công của Nga do Moscow đã phát triển các công nghệ và chiến thuật sử dụng máy bay không người lái tinh vi. vi có trọng lượng từ 2,3 tấn đến 2,7 tấn tùy biến thể, với chiều dài 4,6 m chiều rộng là 2,1 m vi được trang bị động cơ Detroit Diesel V8, dung tích 6,2 lít, công suất 150 mã lực, bố trí ở đầu xe, số tự động, 4 bánh chủ động, giúp xe có thể dễ dàng cơ động bằng máy bay. Với tầm hoạt động là 560 km, tốc độ di chuyển từ 105 km một giờ đến 144 km một giờ, hàm vi có thể kéo tới 3.000 kg và có sức trở từ 1.200 tới 2.200 kg tùy theo từng biến thể. Điểm độc đáo là xe có khả năng lội nước sâu 76cm trong điều kiện bình thường, hay 1,5m với hệ thống hỗ trợ lội nước được lắp đặt. Hàm vi có thể trang bị tên lửa chống tăng, súng máy hạng nặng 12,7mm, súng máy hạng nhẹ 7,62mm và cả súng phóng lựu liên thành. Là phương tiện vận tải chiến thuật hạng nhẹ đa chức năng như tuần tra, trinh sát, chiến đấu, xe đột kích hạng nhẹ, xe cứu thương hay xe chỉ huy. Hàm vi hiện có hơn 100 phiên bản và nó có mặt trong biên chế của 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngay từ năm 2022, Mỹ đã viện trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine hàng chục xe thiết giáp Humvee. Thời điểm đó, việc Mỹ chuyển giao một lô lớn phương tiện chiến đấu bọc thép như vậy sẽ tăng cường khả năng cơ động cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài vai trò chở quân, tuần tra các xe thiết giáp Humvee còn đóng vai trò cung cấp hỏa lực yểm trợ tinh cậy, khi nhiều xe tích hợp cả bệ phóng tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin hay BGM-71 TOVK. Tuy nhiên, với độ mỏng manh của vỏ giáp, khá nhiều chiếc vi của quân đội Ukraine đã bị phá hủy, nhiều xe khác bị bắt giữ, làm chiến lợi phẩm. Điều này dẫn tới yêu cầu phải bổ sung số lượng nhằm bù đắp tổn thất. Hai tuần sau cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga, Điện Kremlin đang nỗ lực làm chậm bước tiến của đối phương và phòng thủ vững chắc hơn ở khu vực biên giới. Hiện Nga đang cố gắng biến nguy thành cơ nhằm giành thêm lợi thế về mặt quân sự. Tổng thống Nga Putin đã cam kết sẽ có phản ứng quyết liệt với cuộc xâm nhập lớn đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov mới đây một lần nữa nhấn mạnh, tôi thành thật chia sẻ với các bạn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định. Tôi tin chắc rằng tất cả những người chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nặng nề vì các sự kiện ở khu vực Kursk. Theo Guardian, giao tranh đang diễn ra khốc liệt ở Kursk khi lực lượng Ukraine tìm cách kiểm soát thêm lãnh thổ, sử dụng máy bay không người lái cảm tử để đánh nổ một cầu phao sau khi phá hủy ba cây cầu quan trọng ở Kursk. Tổng thống Putin chỉ trích cuộc đột kích của Ukraine là hành động khiêu khích nghiêm trọng và sẽ bị đáp trả thích đáng. Chủ nhân điện Kremlin cũng nêu rõ Nga sẽ không đàm phán khi Ukraine tấn công vào dân thường và hạ tầng dân sự, cũng như đe dọa các cơ sở hạt nhân của Nga. Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các tướng lĩnh đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi biên giới trước ngày 1 tháng 10. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mục tiêu chính của Moscow ở giai đoạn này là đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Giới phân tích cho rằng Nga hiện đã tập trung đủ lực lượng tại Kursk để khiến đối phương bị xa lầy trên một mặt trận hẹp của cuộc xung đột. Để chống lại cuộc xâm nhập của Ukraine, Bộ Chỉ huy Quân sự Nga đã điều động lính nghĩa vụ các binh sĩ tình nguyện từ những đơn vị mới thành lập vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công và những đơn vị có kinh nghiệm được tuyển chọn từ các khu vực ít tiếng súng trên mặt trận ở Ukraine. Chẳng hạn, Nga được cho là đã triển khai lực lượng thủy quân lục chiến từ khu vực Kherson ở miền nam Ukraine đến Kursk. Ngoài ra, Moscow cũng điều động lực lượng phản ứng ban đầu từ khu vực Zaporizhia và Kharkov. Đây là những nơi mà mặt trận hầu như không chuyển dịch trong nhiều tuần qua. Khi tập hợp các lực lượng chống lại cuộc đột kích của quân đội Ukraine, Nga đã không rút các đơn vị đang chiến đấu tại Donetsk, miền đông Ukraine, nơi nước này đang tấn công mạnh mẽ. Về phía Ukraine, chính phủ nước này cho biết đã di chuyển một số đơn vị từ tiên tuyến để hỗ trợ cuộc tấn công Kursk. Vì thế, Nga có thể lợi dụng lỗ hổng phòng thủ của Ukraine trên tiền tuyến miền đông để giành lợi thế. Mặc dù tác động lâu dài của cuộc tấn công Kursk vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là nó đang mở rộng mặt trận, buộc cả Nga và Ukraine phải kéo căng các nguồn lực vốn đã hạn chế của họ. Giới phân tích cho rằng, việc mở rộng xung đột sang các khu vực mới theo thời gian sẽ có lợi cho bên sở hữu nhiều nguồn lực hơn. Hiện Nga vẫn có lợi thế hơn so với Ukraine, với dân số lớn gấp 3 lần và ngành công nghiệp quốc phòng vững mạnh. Theo Reuters, quân đội Ukraine đã vượt biên giới, bất ngờ tấn công tỉnh Kursk, một vùng đất thuộc Liên bang Nga Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi động thái này là hành động thách thức lớn, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch tấn công này của Ukraine là một phần trong nỗ lực có hệ thống nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga theo những điều kiện của phía Kiev. Giới phân tích quốc tế nhận định, dù thế nào, quy mô và mức độ của cuộc xâm nhập đã bổ sung theo một nguy cơ mới, một cuộc đối đầu không khoan nhượng khi cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài sang năm thứ ba. Xem xét tác động về mặt kinh tế, giới quan sát đánh giá cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk cho đến nay chỉ có tác động kinh tế hạn chế đối với Moscow, nhưng vẫn có những điểm quan trọng khiến thiệt hại có thể gia tăng. Khu vực Kursk đứng thứ 37 về tổng kim ngạch xuất khẩu và đứng thứ 43 về tổng kim ngạch nhập khẩu của nền kinh tế Nga. Ngoài tầm quan trọng là một trung tâm hành chính, Kursk còn là một trung tâm công nghiệp. Hoạt động công nghiệp tại Kursk chủ yếu tập trung vào các ngành sắt, hóa chất và công nghiệp chế biến thực phẩm lớn đặc biệt nơi đây còn được biết đến về trữ lượng quặng sắt lớn nhất thế giới. Hàm lượng sắt trong quặng, dao động từ 35% đến 60%. Chỉ là một khu vực trung bình về tổng sản phẩm trên địa bàn, chỉ 7,5 tỷ đô la Mỹ, nhỏ hơn 5 lần so với Moscow. Tuy nhiên, Kursk lại có tầm quan trọng đối với nền kinh tế Nga theo một cách khác, bao gồm vai trò là điểm trung chuyển khí đốt Nga đến châu Âu qua Ukraine. Một địa điểm đáng chú ý là thị trấn Suza và vùng ngoại ô, nơi có trạm đo khí đốt GMS chỉ cách khu vực biên giới 300m, nơi mà nguồn nhiên liệu Nga đi vào lãnh thổ Ukraine và sau đó được chuyển đến tay người mua châu Âu, bao gồm Áo, Hungary và Slovakia. Khi vụ xâm nhập của quân đội Ukraine xảy ra, dù có chút hoảng loạn ban đầu, nhưng khi đốt Nga vẫn tiếp tục chảy qua suốt ra, khi cả Kiev và Moscow đều không tuyên bố ý định cắt nguồn cung cấp. Một cơ sở quan trọng khác của Nga gần nơi giao tranh là nhà máy điện hạt nhân Kursk, dường như cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Một điểm đáng chú ý về khu vực Kursk trong đóng góp vào nền kinh tế Nga là trung tâm vùng nông nghiệp Vành Đai Đen với màu đất đen màu mỡ rất đặc biệt. Đây là một trong những khu vực nổi tiếng với đất đai màu mỡ và khí hậu thuận lợi, thích hợp việc trồng nhiều loại cây khác nhau bao gồm lúa mì, lúa mạch và ngô. Hiện tại, khu vực Kurs đóng góp 2,7% sản lượng nông nghiệp của cả nước Nga. Theo số liệu chính thức năm 2023, khu vực này chiếm khoảng 14% đất nông nghiệp trồng hạt có dầu và 11% đất trồng ngũ cốc ở quận liên bang trung tâm, bao gồm các vùng nông nghiệp truyền thống Voronezh và Belgorod. Dù nông nghiệp chỉ chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong tổng GDP của Nga, nhưng đây vẫn là một ngành quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tự cung tự cấp trong sản xuất lương thực. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở chính của khu vực, chẳng hạn nhà máy chế biến thịt Kurs, công ty nông nghiệp Athel và công ty chế biến ngũ cốc AgroProduct đều nằm ngoài tầm với của cuộc tấn công từ Ukraine. Theo The Hill mới đây, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột kết thúc cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên News Nation khi đội an ninh của ông cảnh báo rằng sẽ không an toàn nếu tiếp tục cuộc phỏng vấn. Ông Trump nói với phóng viên Ali Bradley tại biên giới phía nam của nước Mỹ như sau: "Tôi có thể nói với bạn điều này không? Chúng ta đang gặp nguy hiểm khi đứng đây nói chuyện, vì vậy chúng ta đừng nói nữa. Phía an ninh không muốn tôi đứng ở đây, họ cũng không muốn bạn đứng đây." Vụ việc xảy ra sau khi các cơ quan hành pháp bang Arizona tuyên bố sẽ truy lùng một người đàn ông bị cáo buộc dọa sát hại ông Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Hattori cho hay người đàn ông nói trên là Ronald Lee Siprus, 66 tuổi, đã nhận phải nhiều lệnh truy nã chưa được giải quyết từ bang Wisconsin. Địa chỉ cuối cùng được biết đến của ông Siprus là ở thành phố Benson thuộc Arizona, cách Montezuma Pass khoảng 65 km, nơi sự kiện của ông Trump dự kiến diễn ra. Khi được các phóng viên hỏi về cuộc truy lùng ông Siprus, ông Trump cho hay không ai nói với ông về điều đó. Ông Trump cho các phóng viên biết rằng, không, tôi chưa nghe nói đến điều đó, nhưng tôi không quá ngạc nhiên và lý do là vì tôi muốn làm những điều rất tệ cho những kẻ xấu, dù có thể nguy hiểm khi ở biên giới. Ông Trump nhấn mạnh, tôi có việc phải làm. Đây là lời đe dọa mới nhất trong một loạt các lời đe dọa với các ứng viên trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày mùng 5 tháng 11. Trước khi cuộc phỏng vấn với News Nation kết thúc, ông Trump cho biết sẽ rất vinh dự khi được ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F Kennedy Jr ủng hộ. Ông nói: "Tôi rất tôn trọng ông ấy và tôi nghĩ ông ấy cũng rất tôn trọng tôi. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp trong một thời gian dài. Nếu ông ấy ủng hộ, đó sẽ là vinh dự cho tôi." Vào đầu tháng 8, một người đàn ông ở bang Virginia đã bị buộc tội đe dọa phó tổng thống Kamala Harris. Đối thủ của ông Trump và một người đàn ông từ New Hampshire đã bị bắt vào tháng 12 năm ngoái vì đe dọa sát hại các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Tháng 7 vừa qua, ông Trump đã bị bắn sượt tay trong một vụ ám sát bất thành. Dù vậy, vụ việc khiến hai người khác bị thương và một người đàn ông tử vong. Mật vụ Mỹ đã bị giám sát sau vụ ám sát cựu tổng thống. Vụ việc dẫn đến việc giám đốc cơ quan này từ chức. Bất chấp điều này và những lời đe dọa mới, ông Trump cho biết ông rất tôn trọng cơ quan mật vụ và công việc họ làm, đồng thời nói thêm rằng họ đã phạm sai lầm và sẽ rút kinh nghiệm. Một đại hội toàn quốc chưa từng có của Đảng Dân Chủ đã được tiến hành ở thành phố Chicago, bang Illinois, nước Mỹ. Chỉ một tháng trước, các thành viên Đảng Dân Chủ còn lo sợ sẽ phải chịu thất bại nặng nề đến mức gây sức ép buộc Tổng thống Joe Biden dừng tranh cử hiện lại được tiếp thêm sinh lực với việc pháo tướng Kamala Harris ra ứng cử. Đảng Dân Chủ cũng tràn đầy lạc quan rằng có thể giành lại đa số tại Hạ Viện nếu chiến thắng tại các cuộc bầu cử quan trọng ở các bang New York và California, đồng thời nhìn thấy cơ hội có được các ghế nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa ở các bang khác, bao gồm cả Arizona và Pennsylvania. Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ năm nay có sự tham gia của gần 7.000 đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết, với chủ đề bao trùm vì người dân vì tương lai chúng ta, nhằm thể hiện cương lĩnh tranh cử vì lợi ích tốt nhất, quyền tự do và tương lai của người dân Mỹ, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu của chính quyền tổng thống Biden. Chủ đề mỗi ngày làm việc của đại hội cũng tập trung phản ánh thông điệp này mạnh mẽ hơn với các chủ đề lần lượt là vì người dân, tầm nhìn táo bạo cho tương lai của Mỹ, cuộc chiến vì tự do và vì tương lai của chúng ta. Mặc dù chỉ mang tính thủ tục Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ đã chính thức xác nhận Phó Tổng thống Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz là bộ đôi liên danh tranh cử Tổng thống năm 2024, đồng thời phát thảo tầm nhìn của Đảng này về tương lai của nước Mỹ. Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ cũng thông qua cường lĩnh chính trị, vốn đã được công bố vài ngày trước, với kỳ vọng sẽ giúp huy động lực lượng và thu hút cử tri trong bối cảnh những thay đổi về liên danh tranh cử đang tạo ra luồng gió mới. Cường lĩnh nêu lên hàng loạt ưu tiên chính sách của Đảng này bao gồm kêu gọi đầu tư vào cơ sở hạ tầng và sản xuất, giảm thuế cho các gia đình lao động, trong khi yêu cầu các tập đoàn lớn và người giàu phải đóng phần công bằng của họ cũng như chống biến đổi khí hậu. Điểm nhấn cuối cùng của đại hội là bài phát biểu nhận đề cử của bà Harris, nhấn mạnh thông điệp đoàn kết, khẳng định rằng liên danh tranh cử của bà sẽ đưa nước Mỹ tới một kỷ nguyên tươi sáng và nhiều hy vọng hơn. Giống như chiến dịch tranh cử của tổng thống của mình cho đến nay, bài phát biểu của bà Harris tập trung nhiều vào nguyên tắc và ít đi vào các chi tiết cụ thể, phát thảo những nét chính trong chương trình nghị sự chính sách của mình, bao gồm bảo vệ quyền bỏ phiếu và quyền sinh sản, cũng như cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và ủng hộ Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ cũng cam kết sẽ đặt lợi ích đất nước lên trên lợi ích đảng phái và cá nhân, kêu gọi đoàn kết thay vì chia rẽ để hướng tới thành công. Bà cũng đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về quyền tự vệ của Israel, đồng thời nhấn mạnh đến nỗi thống khổ của người dân ở giải Gaza và yêu cầu cấp thiết về một lệnh ngừng bắn. Kênh truyền hình CNN nhận định bà đã có một diễn văn ấn tượng và đi vào lịch sử nước Mỹ với tư cách nữ chính khách da màu đầu tiên, một người Mỹ gốc Á đầu tiên trở thành ứng cử viên tổng thống. Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng đối với đảng này cũng như đối với các ứng cử viên mới của đảng. Sau khi tiếp quản vị trí ứng cử viên của tổng thống đương nhiệm Biden chỉ một tháng trước, giờ đây bà Harris phải thuyết phục một quốc gia bị chia rẽ dù đang có sự nhìn nhận tích cực hơn đối với bà, nhưng vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai vào tháng 11 tới. Cùng với đó là những câu hỏi thực sự đang nảy sinh liên quan đến sự ủng hộ mới dành cho bà Harris, liên danh tranh cử của bà và sức mạnh của phong trào Harris. Trong khi đó, bên phía Đảng Cộng hòa, ứng cử viên Trump cũng tiến hành các cuộc vận động tranh cử tại một số bang chiến địa, đồng thời tìm cách điều chỉnh chiến dịch vận động để phù hợp với đối thủ là bà Harris. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong chuyến thăm biên giới Mỹ Mexico ở Montezuma Pass thuộc tiểu bang Arizona, nước Mỹ mới đây rằng các quốc gia sẽ chấp nhận những người nhập cư quay về nước, nếu họ không chấp nhận, chúng tôi sẽ không giao dịch với các nước đó và chúng tôi sẽ áp thuế quan cao với họ. Đây là chuyến thăm biên giới Mỹ Mexico đầu tiên của ông Trump kể từ tháng 2, diễn ra cùng thời điểm Phó tổng thống Kamala Harris chấp nhận đề cử chính thức Tại đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ DNC ở Chicago, ông Trump không nói rõ về mức thuế quan mà ông sẽ áp đặt nếu trở lại Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Trong chuyến thăm, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích cách xử lý vấn đề nhập cư bất hợp pháp của bà Harris. Theo South Channel Morning Post, động thái này được xem là một nỗ lực giành ưu thế tại tiểu bang Arizona, nơi ông Trump thua hơn 10.000 phiếu bầu so với tổng thống Mỹ Joe Biden vào năm 2020. Bloomberg dẫn kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy nhiều người Mỹ được hỏi ủng hộ việc hạn chế nhập cư sau khi ngày càng có nhiều người di cư bất hợp pháp và vô gia cư tại các thành phố lớn ở Mỹ. Các thị trưởng đảng Dân Chủ bày tỏ quan ngại khi các thành phố đang phải vật lộn để đối phó với dòng người nhập cư gia tăng, gây tình trạng quá tải các dịch vụ xã hội. Tuy nhiên, theo chuyên gia School thuộc tổ chức FWD.us, dù chính sách nhập cư của ông Trump đang nhận được sự ủng hộ nhất định, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng tiến hành một kế hoạch như vậy trong bối cảnh hiện nay sẽ gây hại cho nền kinh tế khi người nhập cư được coi là xương sống của ngành lao động Mỹ. Phân tích của FWD.US cho thấy rằng việc nâng mức nhập cư lên 50% hàng năm sẽ làm tăng dân số trong độ tuổi lao động của Mỹ lên khoảng 13% vào năm 2040, đồng thời mở rộng hơn nữa nền kinh tế Mỹ. Trong báo cáo vào tháng 2 vừa qua, Giám đốc Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO cho rằng nới lỏng chính sách nhập cư sẽ làm giảm thâm hụt liên bang và góp thêm 7.000 tỷ đô la Mỹ vào GDP và 1.000 tỷ đô la Mỹ vào doanh thu bổ sung của chính phủ trong thập kỷ tới. Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc chiến nhập cư mà ông Trump đang giáo diết chuẩn bị sẽ có hiệu quả trong thời gian ngắn, nhưng trong tương lai lâu dài, chúng có thể gây ra những tác hại khôn lường. Ông Daniel Costa, chuyên gia nghiên cứu chính sách định cư tại Viện Chính sách Kinh tế ở Washington, Mỹ cho biết, người nhập cư hiện diện ở khắp nơi trong tất cả các công việc đòi hỏi ít hay nhiều kỹ năng. Công nhân Mỹ có thể đảm nhiệm một số các công việc thuộc những ngành nghề nhất định, tuy nhiên vẫn còn khoảng trống về nhân lực trong các ngành nghề khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nếu thiếu lực lượng nhập cư. Ông Costa nói thêm, thiếu người nhập cư, kinh tế Mỹ có thể không trụ nổi, kể cả khi ông Trump có nhiệm kỳ thứ hai. Theo AFP, phát biểu trong đêm bế mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở thành phố Chicago vào sáng nay 23 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố bà chấp nhận đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Bà Harris phát biểu tại đại hội rằng, thay mặt cho tất cả những ai có câu chuyện chỉ có thể được viết ở quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất, tôi chấp nhận đề cử để trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ. Tôi sẽ làm một tổng thống đoàn kết chúng ta xung quanh những khát vọng cao nhất của mình. Theo AFP, một biển cờ Mỹ tung bay cùng những tiếng hô vang Mỹ đã lấp đầy sân khấu khi những người thuộc Đảng Dân chủ đề cử bà Harris làm người cầm cờ của họ. Bà Harris đã cam kết sẽ trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ khi bà tiếp cận những cử tri Mỹ chưa có quyết định chọn ai sau một trong những cuộc biến động gây sốc nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Bà Harris nhấn mạnh cuộc bầu cử tháng 11 là cơ hội để đưa nước Mỹ tiến lên. Trong thời gian qua, ứng viên đảng Dân Chủ đã cố gắng phát đi thông điệp thu hút nhóm cử tri độc lập và ôn hòa những người có thể tạo nên sự khác biệt ở các bang chiến địa. Bà đồng thời chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng ông là mối đe dọa với đất nước. Bà phát biểu, theo nhiều cách, ông Donald Trump là một người không có gì nghiêm trọng, nhưng hậu quả của việc đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng là cực kỳ nghiêm trọng. Bà cũng nhắc lại vụ bạo loạn nhà quốc hội hồi đầu năm 2021 của những người ủng hộ ông Trump sau khi ông không công nhận kết quả bầu cử năm 2020. Bà cũng nhắc lại những rắc rối pháp lý mà ông Trump đang phải đối mặt trong phát biểu công kích trực tiếp đối thủ. Tiếp theo, bà Harris đã nêu quan điểm về cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Bà đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối Hamas, tấn công lãnh thổ do Israel kiểm soát vào tháng 10 năm ngoái, nhấn mạnh sẽ luôn bảo vệ quyền tự vệ của Israel và tôi sẽ luôn đảm bảo Israel có khả năng tự vệ. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng những gì đã xảy ra ở Gaza 10 tháng qua là tàn khốc và nhấn mạnh quá nhiều sinh mạng vô tội đã mất, những người tuyệt vọng, đói khát phải chạy trốn để được an toàn, hết lần này cho đến lần khác, điều đó thật đau lòng. Bà khẳng định đang cùng ông Biden làm việc từng ngày, từng giờ để đạt được thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn. Bà Harris cũng cam kết giải quyết vấn đề nhập cư và sẽ ký một đạo luật mới về vấn đề này nhằm tạo ra cơ chế nhập cư phù hợp và đảm bảo an ninh biên giới của Mỹ. Bà Harris khép lại bài phát biểu bằng lời kêu gọi nước Mỹ đoàn kết. Bà khẳng định người Mỹ có nhiều điểm chung hơn là những điểm chia rẽ chúng ta và không ai trong chúng ta phải thất bại để tất cả chúng ta đều thành công. Tiếp tục chuỗi giao tranh ác liệt qua biên giới kéo dài hơn 10 tháng qua. Mới đây, lực lượng Hezbollah ở Liban phóng nhiều quả tên lửa chống tăng tấn công một căn cứ không quân trọng yếu ở phía bắc Israel. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và hàng loạt mục tiêu của nhóm vũ trang Liban nằm sâu trong lãnh thổ quốc gia láng giềng. Trong một thông báo, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiến hành cuộc tập kích bằng nhiều quả tên lửa có độ chính xác cao vào căn cứ núi Meron ở phía bắc Israel. Cuộc tấn công nhằm đáp trả loạt cuộc không kích của quân đội Israel và Liban. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Hezbollah đã phóng 3 quả tên lửa chống tăng về phía căn cứ không quân núi Meron, nằm cách biên giới Liban khoảng 5 km. Một quả tên lửa của Hezbollah đã bị hệ thống phòng không đánh chặn. Hai quả còn lại rơi vào khu vực chống trải và không gây ra bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào. Toàn bộ hoạt động của căn cứ không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở miền nam Liban, trong đó có địa điểm khởi phát cuộc tập kích tên lửa sáng nay. Trước đó, máy bay chiến đấu Israel cũng oanh tạc một điểm tập trung quân của Hezbollah ở khu vực Tây Hafa, phía nam Liban, theo chỉ điểm của lực lượng cảnh sát. Liên quan đến phản ứng của các hãng hàng không trước nguy cơ bất ổn gia tăng nghiêm trọng tại khu vực Trung Đông, hệ thống phân tích dữ liệu Flyradar 24 cho biết, thời gian qua, nhiều hãng hàng không quốc tế khai thác tuyến Á-Âu, trong đó có hãng Singapore Airlines, British Airways và Lufthansa của Đức đã chọn bay qua không vận Afghanistan thay vì bay qua lãnh thổ Iran và Israel. Nguồn tin cho biết, các hãng hàng không đã quyết định đổi hướng bay qua Afghanistan từ giữa tháng 4 sau khi căng thẳng gia tăng nghiêm trọng giữa Israel và Iran. Đặc biệt, sau vụ hai thủ lĩnh của Hezbollah và Hamas bị ám sát cuối tháng 7 vừa qua, tần suất các chuyến bay quốc tế qua không phận Afghanistan đã tăng vọt hơn 7 lần trong tuần thứ hai của tháng 8 này so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, kể từ khi lực lượng Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan tháng 8 năm 2021, hầu hết các hãng hàng không đã tránh bay qua không phận Afghanistan để đề phòng nguy cơ mất an toàn. Theo hãng tin DWK của Đức, gần đây đã có thông tin về các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Qatar làm trung gian. The Washington Post, cơ quan truyền thông đầu tiên đăng tải thông tin này, nhận định đàm phán do Qatar làm trung gian có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn một phần và mang lại sự kiềm chế cho cả hai nước. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ vì quân đội Ukraine đã tấn công tỉnh Kursk của Nga. Dù vậy, tin tức về cuộc đàm phán có thể được coi là một thắng lợi cho Qatar, quốc gia có diện tích nhỏ và dầu khí đốt ở vùng vịnh. Đây không phải là lần đầu tiên Qatar tham gia vào vai trò trung gian hòa giải các cuộc xung đột bên ngoài Trung Đông. Qatar đã giúp thực hiện các thỏa thuận trả tự do cho những công dân Mỹ bị giam giữ ở Iran, Afghanistan và Venezuela, cũng như trao trả trẻ em Ukraine về với gia đình sau khi di rời do xung đột với Nga. Nhà nghiên cứu cấp cao Busco, Oxelic, tại Viện Nghiên cứu Dịch vụ Hoàng gia Anh nói với DVK. Việc Qatar nổi lên như một trung gian hòa giải chủ chốt đã nâng cao vị thế ngoại giao của nước này, đưa Qatar trở thành một nước có vai trò quan trọng trên trường thế giới. Vai trò mới giúp tăng cường ảnh hưởng của Doha và định vị nước này như một đối tác vì hòa bình không thể thiếu trong cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, vai trò nhà trung gian hòa giải có thể giúp Qatar tăng cường hơn nữa quan hệ ngoại giao với các nước. Trong xung đột Israel-Hamas, giới chuyên gia nhận định rằng Qatar chính là bên nắm giữ chìa khóa của cuộc khủng hoảng. Với Hamas, tiếng nói của Qatar được đánh giá là có giá trị. Khi nhóm này từ năm 2012 đến nay vẫn duy trì một văn phòng chính trị ở Doha. Qatar cũng là nơi nương náu của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh và cựu lãnh đạo Hamas Khaled Masan. Theo trang Foreign Policy, Hamas nợ Qatar không chỉ vì đã cung cấp nơi ẩn náu cho các nhà lãnh đạo, cung cấp căn cứ để nhóm này liên lạc với các nhà tài trợ nước ngoài, mà còn vì hàng triệu đô la Mỹ mà Ha viện trợ nhân đạo cho dân thường trên giải Gaza mỗi năm. Mối quan hệ của Qatar với Hamas là một phần quan trọng của chiến lược hòa giải. Đó là cơ sở để Qatar có vị thế độc quyền trong cuộc xung đột. Vì nước này có thể nói chuyện với cả hai bên theo cách mà không nước nào trên thế giới có thể làm được. Phó giáo sư Andreas Griech tại Đại học King College London của Anh nhận xét. Đối với Israel, Qatar là một trong những quốc gia Ả Rập đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 1996 phá vỡ điều cấm kỵ lâu đời trong khu vực. Tuy nhiên, việc trở thành nhà trung gian hòa giải xung đột cũng mang lại rắc rối cho Qatar. Các chính trị gia Israel đã cáo buộc Qatar tài trợ cho khủng bố, trong khi đó, các chính trị gia Mỹ kêu gọi đánh giá lại mối quan hệ với Qatar nếu Qatar không gây thêm áp lực lên Hamas. Về phần mình, Qatar đã bác bỏ cáo buộc, đồng thời nói rằng họ không có quyền lực đối với Hamas. Các chuyên gia nhận định, thế giới cần Qatar đảm nhận vai trò trung gian hòa giải trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas gia tăng. Ông Rabi Enhaddat, Giám đốc Bộ phận Ngoại giao Đa phương tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên Hợp Quốc ở Thụy Sĩ nhận định, Chúng ta cần có các bên tạo điều kiện cho những bên đang xung đột, trao đổi với nhau và giải quyết những khác biệt của họ thông qua đàm phán, ngoại giao và theo luật pháp quốc tế. Chính quyền Palestine cảnh báo Israel sẽ sớm tiến hành hoạt động quân sự quy mô lớn tại khu vực bờ Tây Thông tin này được bộ trưởng Riyad Al-Maliki, cố vấn đặc biệt của tổng thống Mahmoud Abbas tiết lộ. Ông Al-Maliki nhấn mạnh quân đội Israel đang tăng cường hiện diện ở bờ Tây, đồng thời số vụ tấn công vào các thành phố, làng mạc và trại tị nạn trong khu vực đang tăng lên gấp 2, 3 hoặc thậm chí 4 lần mỗi ngày. Mặc dù vậy, ông Al-Maliki khẳng định Palestine đã chuẩn bị rất kỹ cho tình huống này. Ông Al-Maliki tuyên bố, người dân chúng tôi sẽ kháng cự họ sẽ ở lại và cố gắng đấu tranh vì sự hiện diện, vì sự tồn tại của mình trên mảnh đất Palestine. Cách đây ít hôm, hai nhân vật cấp cao của phong trào hồi giáo Hamas đã bị tiêu diệt trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Israel vào thành phố Jenin ở bờ tây. Theo tờ Times of Israel, trong một tuyên bố chung, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Shin Bet cho hay hai nhân vật cấp cao của Hamas thiệt mạng trong chiếc ô tô đang di chuyển ở thành phố Jenin là Ahmed Abu Ara đến từ Akaba và Rafat Dawasi đến từ Silat al -Harithia. Hai người này bị cáo buộc liên quan tới việc lập kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng súng ở thung lũng Jordani vào tuần trước. Cũng theo IDF và Sinbad, Abu Ara trước đây từng tham gia vào các cuộc tấn công khác và đóng vai trò sản xuất thiết bị nổ cho nhóm Hamas. Trong khi đó, Dawasi là thành viên cấp cao của mạng lưới Hamas ở Jenin. Hamas sau đó đã lên tiếng xác nhận hai nhân vật trên là thành viên của nhóm và cho biết Dawasi là chỉ huy của cánh Jenin, còn Abu Ara là đặc vụ cấp cao. Cũng theo Hamas, hai người này từng tham gia lập kế hoạch và tiến hành hàng loạt vụ tấn công. Kể từ tháng 10 năm 2023, IDF đã thực hiện hơn 60 cuộc không kích ở bờ Tây sử dụng UAV, trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu. Cùng thời gian, quân đội Israel đã bắt giữ khoảng 4.850 người Palestine bị truy nã khắp bờ Tây. Trong đó có hơn 1.960 người bị cáo buộc có liên hệ với nhóm Hamas. Israel chiếm giữ bờ Tây, đông Jerusalem và giải Gaza trong chiến tranh Ả Rập Israel năm 1967. Theo luật pháp quốc tế, việc Israel lập khu định cư ở những vùng lãnh thổ của người Palestine là bất hợp pháp. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư trên khắp bờ Tây những thập kỷ gần đây. Đây là nơi sinh sống của hơn 490.000 người Israel cùng khoảng 3 triệu người Palestine. Một phần bờ Tây đang được chính quyền Palestine do tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu kiểm soát và đảm bảo an ninh. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vừa nhóm họp phiên thường kỳ về Trung Đông. Khu vực đang chìm sâu vào căng thẳng trong bối cảnh cuộc xung đột ở giải Gaza bước sang tháng thứ 11. UN News đưa tin các thành viên Hội đồng Bảo an, đại sứ Israel, quan sát viên thường trực của Palestine và các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình trên thực địa ở Trung Đông. Các đại diện một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nghiêm túc thực thi các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên họp, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, Thor Enesland cảnh báo khu vực đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng căng thẳng không thể kiểm soát được. Các lệnh sơ tán liên tiếp của quân đội Israel tại Gaza là mối đe dọa đối với những người Palestine, vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng vì chiến sự, nay lại liên tục mất nơi nương náu, đồng thời làm dấy lên quan ngại rằng các dịch vụ thiết yếu có nguy cơ sớm bị cắt đứt. Đại sứ, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Phó Thông đánh giá, Israel phớt lờ những lời kêu gọi ngừng bắn và không ngừng có hoạt động quân sự ở giải Gaza, gây nhiều thương vong mới mỗi ngày cho rằng Israel đang thể hiện niềm tin mù quáng vào một chiến thắng quân sự, nhấn mạnh giải pháp chính trị là lối thoát mang tính căn bản duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Đại sứ Trung Quốc hối thúc Israel tuân thủ mọi nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm việc mở các cửa khẩu cho hàng cứu trợ vào Gaza. Về phần mình, Phó trưởng đoàn đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky bày tỏ lấy làm tiếc khi cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an, vẫn không thể ngăn chặn cuộc xung đột gia tăng ở Gaza suốt 10 tháng qua. Trong khi đó, Đại sứ Algeria, Ama Benjama nhấn mạnh, các chính sách của Israel đang biến Gaza trở thành nơi không thể sống nổi đối với người Palestine, thậm chí tình hình đang trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày và không có bất kỳ tín hiệu hy vọng nào. Đây là cuộc họp mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Trung Đông, tiếp sau phiên họp khẩn cấp hôm 14 tháng 8. Trong khi đó, quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên hợp quốc, Riyad Mansour kêu gọi các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, trong đó có các thành viên Hội đồng Bảo an, ủng hộ và tham gia sáng kiến của tổng thống nước này, ông Mahmoud Abbas đến thăm giải Gaza để tận mắt chứng kiến những nỗi kinh hoàng mà người dân ở đây đang phải gánh chịu. Tuần trước, Tổng thống Abbas công bố ý định đến thăm Gaza cùng với các thành viên khác trong ban lãnh đạo Palestine. Ngày 21 tháng 8, ông đã ban hành xác lệnh thành lập ủy ban chuẩn bị cho chuyến thăm, song không nêu rõ thời gian cụ thể của chuyến đi. Quan sát viên của Palestine kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an thúc đẩy yêu cầu bảo đảm khả năng Tổng thống Abbas tiếp cận giải Gaza và làm việc khẩn trương để ngăn chặn những tội ác đang được thực hiện đối với người dân nước này. Theo ông Mansour, phải có lệnh ngừng bắn ngay bây giờ, dựa trên các điều khoản trong nghị quyết 2735 của Hội đồng Bảo an và thời gian chờ đợi đã kết thúc. Các phi công lái máy bay chiến đấu F-16C Block 52 cộng của không quân Ba Lan và F-35A Block 4 thuộc không lực Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tập trận chung đáng chú ý. Trong khuôn khổ diễn tập, họ đã thực hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào những địa điểm quan trọng chiến lược của lực lượng hàng không vũ trụ Nga và hạm đội ban tích của Hải quân Nga. Cuộc tập trận bao gồm việc phóng mô phỏng đối với tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa AGM-158, GASSM, cũng như tên lửa chống radar tăng tầm AGM-88E, AARGM, được thiết kế để tiêu diệt các hệ thống radar của đối phương. Thông tin trên được trang Ruskoye, Orugie đăng tải. Theo thông báo, Cuộc tập trận được tiến hành trong bối cảnh mô phỏng xảy ra tình huống tấn công hạt nhân đáp trả bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M nhằm vào các sân bay ở trên đất Ba Lan, buộc chiến đấu cơ phải duy trì thời gian bay dài trên không. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ này, máy bay tiếp dầu chiến lược KC-135R Chato của không lực Hoa Kỳ đã được điều động để tiếp nhiên liệu cho các tiêm kích trong chuyến bay, cho phép chúng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu một cách hiệu quả. Những cuộc diễn tập như thế này thể hiện sự sẵn sàng của lực lượng không quân chung NATO trong việc tiến hành các hoạt động nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga, được gọi là vùng A2AD nằm ở khu vực Kaliningrad. Tuy nhiên cần nhấn mạnh, sự kiện vừa diễn ra thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng tăng của lực lượng không quân Ba Lan và Mỹ, cũng như mức độ nghiêm túc trong ý định của NATO nhằm đảm bảo khả năng đánh bại quân đội Nga trong trường hợp xảy ra xung đột. Theo Asia Times, Kaliningrad là vùng lãnh thổ có tầm quan trọng to lớn vì nó được ví như tàu sân bay không thể chìm của Nga giữa lòng NATO, là một căn cứ quân sự, khu vực này có ý nghĩa chiến lược và là khu vực quan trọng với Nga trong việc hình thành khu vực chống tiếp cận, chống xâm nhập A2AD của họ tại khu vực biển Baltic. Ngoài ra, Kaliningrad cũng giáp hành lang Suwalki dài 60 km nối Ba Lan với các nước vùng Baltic. Đây được xem là khu vực dễ tổn thương của NATO. Nếu căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang, quân đội và khí tài Nga hiện diện hùng hậu giữa lòng liên minh quân sự và sẵn sàng tham chiến. Vì vậy, Kaliningrad còn có khả năng răn đe với NATO. Chuyên gia đờm bìm chỉ Gorenburg nhận định, vị trí chiến lược của Kaliningrad khiến nó trở thành mối đe dọa đối với NATO và cũng là một điểm yếu đối với Nga. Kaliningrad nằm trong lòng NATO nên nếu xung đột xảy ra, việc liên minh có thể cắt đứt nó với lục địa Nga xảy ra dễ dàng hơn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thảo luận với lãnh đạo các chính đảng chủ chốt để tiến tới thành lập chính phủ mới sau khi không có đảng phái nào giành được thế đa số trong cuộc bầu cử quốc hội, tức Hạ viện hồi tháng trước. Theo thông báo của văn phòng tổng thống Pháp, các cuộc thảo luận này diễn ra trong 2 ngày tại Điện Élysée. Thông báo cho biết thêm, việc bổ nhiệm thủ tướng mới sẽ diễn ra sau các cuộc thảo luận này. Quyết định của tổng thống Macron về thủ tướng mới sẽ dựa trên việc đảm bảo sự ổn định và chính phủ mới sẽ không sớm bị thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Hạ viện. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh rằng cần phải tìm ra ứng cử viên có thể giành được đa số phiếu ủng hộ tại Hạ viện. Pháp đã tiến hành bầu cử Hạ viện vào hồi đầu tháng 7. Trong đó, liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) gồm những người theo chủ nghĩa xã hội, cộng sản, Đảng Xanh và Đảng cánh tả nước Pháp bất khuất (LFI) đã giành được nhiều ghế nhất, kiểm soát 193 trên 577 ghế tại Hạ viện. Tiếp đến là liên minh trung dung của Tổng thống Macron với 164 ghế. Trong khi đó, Đảng Tập hợp Quốc gia RN cực hữu về thứ ba với 143 ghế. Việc không có chính đảng nào giành được thế đa số để tự thành lập chính phủ và viễn cảnh về một quốc hội treo cũng như bế tắc chính trị là điều chưa từng có ở nước Pháp hiện đại. Hiện các đảng phái vẫn đang bất đồng trong việc thống nhất lựa chọn một chính trị gia đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Hồi giữa tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn từ chức của thủ tướng Pháp, Gabriel Attal. Cụ thể, Điện Élysée nêu trong thông cáo báo chí, để giai đoạn này kết thúc càng sớm càng tốt, các lực lượng cộng hòa phải hợp tác để xây dựng sự đoàn kết xung quanh các dự án và hành động nhằm phục vụ người dân Pháp. Với việc tạm thời nắm quyền, ông Attal và đội ngũ của ông sẽ có những quyền lực hạn chế. Họ chỉ có thể giám sát hoạt động bình thường của chính quyền và can thiệp trong trường hợp khẩn cấp. Điện Élysée cho biết, ông Attal và đội ngũ của ông sẽ xử lý công việc hàng ngày cho đến khi chính phủ mới được thành lập. Kế nhiệm bà Elizabeth Bond, ông Atta được bổ nhiệm làm thủ tướng Pháp vào ngày 9 tháng 1 năm nay ở tuổi 34, trở thành người trẻ nhất giữ chức thủ tướng trong lịch sử Pháp. Ông Atta đã đệ đơn từ chức lên ông Macron sau khi đảng cầm quyền không đảm bảo được thế đa số trong cuộc bầu cử quốc hội. Nhưng ông Macron yêu cầu thủ tướng Atta tiếp tục giữ chức vụ trong thời điểm này để đảm bảo sự ổn định của đất nước trong lúc không có người thay thế.